Hello, chào các bạn, chào mọi người. Và cái tình hình là mình đã ghi một cái đoạn khá là dài rồi, nhưng mà cũng không sao cả. Và hôm nay mình tình hình là mình có làm một cái Bilisiki Manama Lakshmano. Tức là sao? Đó là một cái phát minh của mình đó. Bởi vì cái con tụ này nó sẽ tốc độ của nó sẽ ra gấp 5 lần. Nó sẽ có gấp 5 lần cái con tụ kia. Cái con tụ kia là cái con tụ 10.000 nano para, 10.000 micro para. Nó khỏe hơn nhưng tốc độ phóng của nó là thua con này. Tốc độ phóng của nó lại thua cái con này rất xa luôn. Như thế, cái con này tác động của nó cực nhanh. Và trong âm ly thì đôi khi có những lúc tần số cao thì âm thanh có thể lên đến 10 kHz và âm thanh chép lên đến 20 kHz, thì lại cần phải có những cái con tụ cao, tốc độ cao để đáp ứng. Đầu tiên là các bạn tháo âm ly ra, và trên âm ly thì nó có tích sẵn con tụ. Ở đây cái âm ly nó tích sẵn con tụ 10.000 microfarad, nhưng mà mình muốn thay thêm hai con tụ 330 microfarad hoặc là 560. Mình thêm hai con đó cho nó tăng cái độ phóng, bởi vì hai con đó phóng rất là nhanh, phóng điện rất nhanh. Và đây mình có sẵn 560 UF thì mình sẽ thay thẳng vào trên thân máy luôn, chứ mình không thay ra ngoài, bởi vì nó tốc độ nhanh thì mình sẽ để gần với máy nhất để cho nó phóng với cái tốc độ nhanh nhất. Còn hai cái con tụ 10.000 đi theo máy ấy, thì mình sẽ tháo nó ra ngoài, và để nó ra ngoài mình sẽ câu ra. Và ở trên máy thì lựa chọn vị trí tốt nhất để mà câu tụ, không phải là vị trí sát với biến áp mà là vị trí gần với bo mạch nhất và nằm ở một cái vị trí thoáng nhất để cho nó đỡ bị ảnh hưởng nhiễu sang những cái bộ phận cao tần khác của trên máy. Còn cái đường câu ra thì nó gồm có 3 đường, một đường dương, một đường âm và một đường mát. Các bạn cứ câu y xì hai con tụ ghép thêm đấy, phải câu đúng chân nào thì nối với chân đấy, như vậy là xong. Tức là đấu song song, thêm hai con tụ nữa thì cũng đấu song song với hai con tụ chính ở trên máy. Mà nếu các bạn tháo hai con tụ chính trên máy ra thì đấu thêm cũng phải đấu song song hết, cứ đấu ra, bởi vì nó thực ra là nó chỉ có 3 đường thôi. Và thực tế thì ở trên đây thì gồm có cái dây ấy, thì các bạn lưu ý cái dây chạy vào đấy là phải từ 1 ly trở lên, nó mới đủ đảm bảo cái đường điện nó phóng. Sau đó thì mình lắp vào và mình đã chạy thử mấy tháng rồi, rất ok, âm thanh sẽ là có một cái sự khác biệt hẳn hơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại, sẽ có những cái bài về âm ly nâng cấp hơn nữa ở phía sau. Rất mong các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía bên dưới góc video, có cái chữ đăng ký, các bạn nhấn vào đấy để tiện tìm lại kênh dễ dàng hơn mỗi khi mà các bạn khỏi mất công lục kênh, với lại nhận được những cái thông báo ưu tiên tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.